Ngày 28 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành Trà Vinh tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Sóc Sô Khon, sinh năm 1986, cư trú ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, về hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, sáng 27 tháng 9 năm 2024, tại phòng số 16, khoa sản thuộc Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thạch Thị Sóc Khô Son đã thực hiện hành vi bắt cóc bé trai, sinh ngày 26 tháng 9 năm 2024, là con của chị N, cư trú xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. Ngay sau đó, cha cháu bé là anh C đã phát hiện, truy hô và cùng mọi người bắt giữ đối tượng, đồng thời trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Thạch Thị Sóc Sô Khon khai nhận do không thể có con, nên đã nảy sinh ý định bắt cóc bé trai để đem về nhà nuôi, sau đó nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn. Ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có liên quan đến nhóm đối tượng phạm tội gây rối trật tự công cộng, giết người, gây xôn xao dư luận tại địa phương. Có 14 bị cáo trong vụ án này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang truy tố ra tòa, trong đó bị cáo Vũ Tiến Hà sinh năm 1982, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng phạm bị truy tố về tội giết người. Nguyễn Minh Tân sinh năm 1990, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, cùng các đồng phạm bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2019, Hồ Hữu Nam, Vũ Tiến Hà, Trần Ngọc Khanh dùng súng chưa rõ đặc điểm là hỏa khí có tính sát thương bắn nhiều phát vào nhóm của mình. Hậu quả Minh, Sơn, Vinh bị thương với tỷ lệ từ 30 đến hơn 70%. Do Minh, Sơn, Vinh không tử vong là ngoài ý thức mong muốn của các bị cáo, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Tân có hành vi dùng súng bắn trả lại nhóm Hồ Hữu Nam. Các đối tượng này cũng dùng hung khí là dao tự chế truy đuổi nhóm của Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Do đó, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Sáng 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội giết người, gồm Phạm Minh Thà, Phạm Nguyễn Duy, Nguyễn Khuất Việt, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Nhân Nghĩa, Mai Chí Bình, Võ Văn Bình Dương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Phúc Hậu, Lê Trường An và Ngô Tấn Vĩ cùng về tội giết người. Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Thái, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Vũ Hà, Phan Bảo Anh, Huỳnh Chí Nguyên, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Kiệt, Huỳnh Nam Thành và Lê Hữu Nhân. Các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Trong quá trình điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước giữa Thái với anh em Đoàn Văn Triệu Em, tối 24 tháng 1 năm 2020, Thái kể lại sự việc mâu thuẫn với Triệu Em cho 19 thanh thiếu niên trên, rồi rủ cả nhóm đi tìm Triệu Em đánh trả thù. Nhóm của Thái đã đeo khẩu trang, mang theo 9 cây dao tự chế, chở nhau bằng các xe mô tô được che biển số đi tìm Triệu Em. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 79,5 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin và 2 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác. Cụ thể, ngày 20 tháng 7, Công an huyện Củ Chi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị địa phương có liên quan đã triệt phá bắt giữ toàn bộ đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố 6 bị can, thu giữ 15,5 kg ma túy tổng hợp các loại và 1 khẩu súng quân dụng. Đến ngày 30 tháng 8, Công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã truy quét, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 11 bị can
về các tội gây rối trật tự công cộng, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin và hơn 15 kg ma túy tổng hợp các loại và một khẩu súng quân dụng. Sau đó vào ngày 7 tháng 9, Công an quận Tân Phú, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổng hợp phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị địa phương có liên quan, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 19 kg ma túy tổng hợp các loại, 40 gói ma túy loại nước vui. Gần nhất ngày 17 tháng 9, Công an quận 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị địa phương có liên quan đã khám phá chuyên án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác để tiêu thụ. 20 kg methamphetamine, 10 kg ketamine, 42 bánh heroin, bắt giữ 14 đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc truy bắt đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo đó, cơ quan công an truy bắt đối tượng Ngô Thị Huế, 49 tuổi, thường trú phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra, đối tượng Huế lên mạng xã hội Facebook thuê làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Ngô Thị Huế, rồi đem đi thế chấp cho bà T, ngụ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, với mục tiêu chiếm đoạt tài sản. Do bà T không biết các giấy chứng nhận trên là giả, nên đã cho Huế vay tổng số tiền 800 triệu đồng. Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm bị hại của đối tượng Ngô Thị Huế, đề nghị liên hệ lực lượng chức năng để hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.